Chào các bạn thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu cài tóc có phần cột dây ở phía sau như thế này Ở mặt trước thì mình có trang trí hình heo và cái họa tiết của phần cài tóc nó như thế này Dụng cụ gồm có len miêu cô kim móc mình dùng kim móc 3.0mm và kéo cắt len Đầu tiên các bạn tạo cho mình một nút Móc và kéo len qua vòng tròn Sau đó kéo sợi len dài để thành một nút Từ nút này các bạn móc lên cho mình 50 mũi móc xích 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau khi móc được 50 mũi móc Các bạn tiếp tục móc lên cho mình 6 mũi móc xích Sau đó móc vào chân móc thứ 50 một mũi dời. Như vậy là mình đã tạo được một vòng tròn như thế này. Các bạn tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Ta bắt đầu gây nên hàng móc từ cái vòng tròn này. Các bạn móc vào đây cho mình 4 mũi móc đơn. 1 2 3 và 4 móc tiếp lên 3 mũi móc xích. Móc vào vòng tròn vừa móc là cái vòng tròn này móc vào đây cho mình một mũi hạt bắp. Các bạn lấy lên, đâm kim qua vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, móc và kéo len qua hai chân móc trên kim. Tiếp tục lấy lên, đâm kim qua vòng tròn, móc và kéo len qua, sau đó móc và kéo len qua hai chân móc trên kim tương tự lấy lên đâm kim qua vòng tròn móc và kéo len qua sau đó móc và kéo len qua hai chân móc trên kim lần thứ tư lấy lên đâm kim qua vòng tròn móc và kéo len qua móc và kéo len qua hai chân móc trên kim như vậy là trên kim của ta đã được 5 cái mũi móc như thế này tiếp tục lấy lên và đâm kim qua hết các cái chân móc trên kim móc lên 3 mũi móc xích sau đó cũng móc vào vòng tròn vừa móc móc vào cái vòng tròn này cho mình một mũi dời Sau đó móc lên một mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Các bạn đâm kim qua ba cái mũi móc xích mà mình vừa tạo, móc vào đây cho mình 4 mũi móc đơn. 1 2 3 4. Sau khi móc được 4 mũi móc đơn, tiếp tục lên 3 mũi móc xích. Và móc vào cái chân móc xích ở bên này, móc vào cái vòng ở đây cái lỗ hở này các bạn móc vào đây cho mình một mũi hạt bắp giống như cái hạt bắp mà mình vừa móc ở bên này cũng tiến hành lấy lên đâm kim qua cái vòng tròn sau đó móc và kéo len qua vòng tròn móc và kéo len qua hai chân móc trên kim tiếp tục lấy lên đâm kim qua vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn móc và kéo len qua hai chân móc trên kim tương tự lấy lên đâm kim qua vòng tròn móc và kéo len móc và kéo len qua hai chân móc trên kim lần cuối cùng lấy lên đâm kim qua vòng tròn móc và kéo len sau đó móc và kéo len qua hai chân móc trên kim như vậy là trên kim được 5 chân móc như thế này tiếp tục lấy len và đâm kim qua hết các cái chân móc trên kim ta đã tạo nên được một hạt bắp như thế này tiếp tục móc lên ba mũi móc xích và cũng móc vào cái chân móc mà mình vừa móc móc vào đây cho mình một mũi dời móc lên một mũi móc xích quay ngược đầu móc lại làm tương tự móc vào cái dây móc xích này cái dây ba móc xích mà mình vừa tạo móc vào cái lỗ hở này bốn mũi móc đơn móc lên ba mũi móc xích và cũng móc vào cái chân móc ở phía bên này móc vào cái lỗ mà mình đã tạo nên ở phía bên này đây là cái chân ba móc xích ở đây các bạn móc vào cái chân móc này một mũi hạt bắp cũng đâm kim vào cái vòng tròn này 4 lần tương tự giống như các cái hạt bắp mà mình vừa tạo thì khi được năm chân móc trên kim tiến hành lấy len và đâm kim qua hết các cái chân móc trên kim móc lên ba mũi móc xích và móc vào chân móc vừa móc một mũi dời móc lên một mũi móc xích như vậy là ta đã móc được ba hạt bắp so le với nhau như thế này Tiến hành quay ngược đầu móc lại Và cũng móc vào cái chân móc 3 móc xích này Móc vào cái phần lỗ này cho mình 4 mũi móc đơn Móc lên 3 mũi móc xích Và cũng móc vào cái sợi móc xích ở phía bên này Đây móc vào đây Ở hai bên hạt bắp đều có hai cái phần hở ở đây Các bạn móc vào cái phần hở phía bên này Móc vào cho mình một mũi hạt bắp cũng làm tương tự cho mình đâm kim qua vòng tròn 4 lần. Sau đó móc và kéo lên qua hết 5 chân móc trên kim. Tiếp tục lên 3 mũi móc xích. Và cũng móc vào cái vòng tròn vừa móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại. Ở các cái mũi móc tiếp theo các bạn cũng làm tương tự so le cho mình các cái hạt bắp như thế này các bạn móc cho mình cho đến khi chiều dài của cái phần cài tóc này vừa ôm với cái phần đầu của bé thì các bạn ngưng cũng làm tương tự cho mình vào cái chân móc xích bên này bốn mũi móc đơn lên ba mũi móc xích và móc vào cái chân móc xích ở phía bên đối diện móc vào đây một mũi hạt bắp cũng làm tương tự các cái hạt bắp mà mình vừa móc cho đến khi trên kim có 5 chân móc thì các bạn móc và kéo len qua hết các cái chân móc trên kim cũng móc lên 3 mũi móc xích và móc vào cái chân móc vừa móc một mũi dời móc lên một mũi móc xích làm tương tự cho các cái hàng móc còn lại cho đến khi chiều dài của phần cài tóc vừa với phần đầu của bé thì sau khi móc được một đoạn cài tóc như thế này các cái phần hạt bắp như thế này hạt bắp của chúng ta nó so le ở đây đây các cái phần hạt bắp so le như thế này thì chiều dài của phần cài tóc đã vừa với vòng đầu của bé từ cái mũi hạt bắp cuối cùng này các bạn móc lên ba mũi móc xích và móc vào cái chân móc vừa móc hạt bắp một mũi dời móc lên một mũi móc xích quay ngược đầu móc lại cũng móc vào cái chân móc này vào cái lỗ này cho mình móc vào đây bốn mũi móc đơn móc vào cái chân móc của hạt bắp ở đây đây cái chân móc này đây là mũi hạt bắp đây là cái chân mũi chậm ở phía trên này các bạn móc vào đây một mũi dời thì từ cái mũi dời này các bạn móc cho mình một sợi dây móc xích bằng với cái sợi dây móc xích ban đầu mình tạo sau đó kéo và các len hoàn tất sau khi hoàn tất thì mình có trang trí thêm cái hình con heo như thế này ngoài ra thì các bạn cũng có thể trang trí các cái họa tiết khác cho cái phần cài tóc thêm xinh xắn chúc các bạn thành công